Nếu mọi người vẫn còn vẽ dù kiểu này thì dừng lại ngay nhé. Đầu tiên, vẽ cho tôi một hình elip. Sau đó vẽ một đường thẳng và những đường cong ở xung quanh. Tiếp theo, nối các đường cong đó bằng đường cong khác. Vẽ thêm những đường thẳng bên trong làm khung dù, cuối cùng vẽ một chiếc tay cầm nữa là xong. Vẽ một chiếc dù đơn giản vãi o. Vẽ mặt ngựa ở góc chính diện có làm bạn nhức đầu không? Hãy để tôi giúp mọi người. Bắt đầu bằng một hình tròn. Hai bên là hai đường chéo. Sau đó vẽ thêm ba đường thẳng. Trục mắt vẽ cong lên trên nha. Tai vẽ phình ra. Tiếp theo mọi người vẽ phần cổ. Mũi và miệng vẽ cao hơn, mắt ngả sang hai bên, chán vẽ thấp xuống. Vậy là hoàn thành rồi. Nếu bạn nghĩ đây là cách vẽ con chuột đơn giản nhất thì bạn đã nhầm. À? Hãy vẽ một đường thẳng và một đường cong trước. Sau đó vẽ tiếp hai đường cong nữa làm tai. Mắt mũi, đôi và chân mọi người vẽ theo tôi nha. Mọi người còn cách nào dễ hơn thì để lại bình luận cho mọi người cùng biết nhé. Cùng tôi thử một cách vẽ tóc ngắn cho nữ đơn giản nha. Đầu tiên, tôi sẽ vẽ các nét thẳng ở xung quanh sọ. Phân chia ngôi tóc và tóc mái, thêm hai đường cong nữa ở bên dưới. Bây giờ mọi người bắt đầu vào tỉa tóc nè. Tóc mái thì tỉa từ phần ngôi tóc ra. Tóc xung quanh thì tỉa nhẹ nhàng từ trên xuống, không vẽ thẳng tuột mà nên để nó cong lại trông sẽ mềm mại hơn nhé mọi người. Quá đơn giản cho mọi người rồi. Hồi học lớp một tôi hay vẽ áo như thế này. Hôm nay tôi sẽ vẽ lại nó nha. Đầu tiên, vẽ một hình tứ giác. Thêm hai đường thẳng và một hình thang. Vẽ một đoạn áo chia ra ở bên dưới. Sau đó vẽ tay ở bên phải của hình tứ giác. Tôi sẽ vẽ thêm một vài nếp gấp cho nó không bị cứng. Bên dưới vẽ thêm một đường thẳng. Cuối cùng vẽ tay áo còn lại. Và tôi chỉ lên áo nữa là xong. Xin chúc mừng em trở thành học viên số 1 của lớp. Có phải vì em đạt điểm cao nhất lớp phải không thầy? Không đâu, bởi vì cả lớp đậu hết rồi còn mình em rớt lại. Đây là chiếc gậy phép đặc biệt của em nha. Tôi không muốn chê gậy của thầy nhưng nó lạ vãi o. Đầu tiên mọi người hãy vẽ dùng tôi một đường thẳng và hai hình tròn. Hình tròn bên trên để ra hai khoảng trống và tô chỉ nhạt dần từ trái qua phải. Tiếp theo các bạn vẽ những nét cong ở xung quanh hình tròn nha. Sau đó vẽ thêm một hình tròn nữa ở trên. Hình tròn bên dưới cũng vẽ các đường cong tạo thành hình xoắn cuối cùng mọi người trang trí thêm một số chi tiết cho cây gậy phép đẹp hơn vậy là có một cây gậy phép đơn giản vái ơ